Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo pop-up sử dụng Elementor Pro. Nếu các bạn chưa biết pop-up là gì thì pop-up nó chính là một cái mà một cái nó có thể là trong website của bạn ấy, người ta click vào một cái gì đó thì nó sẽ tự bay nó giấy lên và ở nơi đó khách có thể là cho số điện thoại email để các bạn nhận được tin hoặc là một cái chương trình giảm giá nào đó mà các bạn cho nó bay từ ở dưới lên thì ví dụ như là của thằng shopping như này các bạn vào à đây để mình chỉ cho các bạn thấy đây là cho các bạn mới mà các bạn chưa biết pop là gì thôi nhé còn à, các bạn mà đã tìm đến video này mình nghĩ là các bạn đã biết là các bạn muốn tạo một cái pop hot như nào rồi nha đó thì đây ví dụ các bạn vào shopping như này thì hôm trước mình có thấy Shopee có một cái pop-up đó thì mình cũng không biết là bây giờ nó còn không đó ok đây ví dụ pop-up đây thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy có một cái mà nó pop-up đây mà nó rất là gió còn bên này nó hơi mờ mờ như này này đó đây chính là pop-up cái pop-up này các bạn có thể là uh, cho số điện thoại email vào đây để nhận quà hoặc là gì đó hoặc là một cái chương trình mã giảm giá có má giảm giá ở đây đó thì các bạn hoàn toàn có thể tạo cái này bảng Elementor Pro nó vô cùng dễ nha đó thì để tạo được cái phần này thì các bạn qua lại đây thì để tạo được cái popup này thì các bạn phải chắc chắn cho mình là các bạn đã có Elementor Pro rồi nha nếu các bạn chưa có Elementor Pro thì các bạn có thể là mua qua đường link của mình mình để đường link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả video này nhá thì hoặc là nếu mà các bạn có thể muốn mua các bạn lên trên Google như này các bạn thấy trên Google như này các bạn viết cho mình là sinh giảm chấm sinh giảm chấm con gạch elemental à, các bạn viết chính xác như này sinh giảm cho con gạch elemental sau đó nhấn enter à, sau khi bạn nhấn enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến trang website của elemental đây là cái đường link affiliate của mình. Nếu mà các bạn mua Elemental qua cái đường link này thì mình được một chút phần trăm từ Elemental. Cái việc đó thì sẽ giúp mình phát triển cái kênh YouTube của mình. Mình cảm ơn các bạn. Thì khi các bạn đến đây thì các bạn thấy là có rất nhiều giá này, giá 49 đô, 99 đô ấy. Thì cho các bạn uh, mới thì mình khuyên là các bạn nên chọn cái gói đầu tiên này nhé. Uh, thì ra khi gói đầu tiên thì các bạn chỉ cần nhấn vào chỗ Buy Now này. Uh, sau khi nhấn vào Buy Now thì các bạn chỉ cần uh, thanh toán bằng thẻ Visa là Mastercard thôi ở à đây các bạn thấy này các bạn có thể thanh toán bằng thẻ visa, mastercard, à, thanh toán bằng paypal này đó thì các bạn chỉ cần cho thông tin vào đây là các bạn sẽ có à, elementor nha sau khi các bạn có elementor rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thực hành à, cái video này nhé à, mình sẽ vào trong website của mình này à, các bạn nhấn vào đây nhưng mà bản tin này à, các bạn đăng nhập vào bên trong của WordPress này, sau đó các bạn di chuột xuống ở dưới các cái phần mà Elemental này, các bạn di chuột ra đây, sau đó các bạn sẽ thấy, các bạn di chuột ra cái thằng template này, các bạn lưu xuống này, các bạn sẽ thấy có cái phần pop up nó nằm đây, này. các bạn click vào thằng pop này. Khi khi bạn click pop thì nếu của các bạn chưa tạo cái pop nào thì nó sẽ như của mình như này, các bạn nhớ một chỗ thêm mới pop out khi các bạn nhấn thêm mới pop-up thì các bạn sẽ thấy đây nó chọn pop-up rồi thì đây các bạn đặt cái tên cho nó này ví dụ như là các bạn viết là thu giảm giá chẳng hạn giảm giá ví dụ như là pop-up giảm giá hoặc là sắp pháp một cái nhận tin gì đấy đây mình ví dụ là nhận quà đi nhận quà ví dụ như vậy sau đó mình nhấn vào tạo thiết kế này OK, khi mình nhấn vào tạo thiết kế thì các bạn thấy ngay lập tức ở bên này có rất 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 nhiều cái template mà các bạn có thể sử dụng để trở thành của các bạn này. Các bạn thấy này, đó, nó vô cùng nó vô cùng nhiều thứ đúng không ạ? Thì mình nghĩ là nếu các bạn tạo một cái phát, phát nào đó ấy, thì các bạn chỉ có thể là sử dụng một trong những cái này là vô cùng đơn giản là nó vô cùng mà hiệu quả, đúng không ạ? Chứ các bạn đừng có nghĩ là mình sẽ tự tạo này nó nó mất thời gian lắm, các bạn chỉ cần dùng một trong những thằng này có sẵn đây rồi thì các bạn dùng uh, trở thành cái trang website của bạn thôi. Thì đây mình sẽ tạo một cái pop pop này. Uh, đây mình sẽ tạo một cái pop pop ví dụ như là mình qua lại đây. Uh, ví dụ mình thích cái này đi. Đó bởi vì mình làm một cái nhận tin nhé thì mình chọn cái này. Còn của của các bạn thì có thể là mã giảm giá thì các bạn có thể chọn cái này. Đúng không ạ? Đây, mình sẽ nhậm mình sẽ dùng cái này này. Sau khi các bạn chọn được một cái các bạn thích rồi thì các bạn nhấn vào chỗ chèn này. Đó, khi mà chèn vào thì các bạn hoàn toàn có thể là các bạn sẽ điều chỉnh nó như ý của bạn mà các bạn có thể điều chỉnh nó theo ý của mình nha. ok, khi các bạn thấy này, cái mình đã có pop-up ở đây. Nhưng mà khi các bạn ra đây rồi ấy thì các bạn sẽ thấy đây có một số option các bạn cần phải chỉnh sửa như sau. Đầu tiên các bạn qua lại cái phần này, các bạn nhấn vào cái chỗ À, cài đặt này các bạn click cài đặt đó à, khi các bạn click cài đặt thì các bạn đây có một số cái uh, cài đặt đây các bạn cần phải lưu ý này đầu tiên là cái phần chiều rộng này các bạn có thể là cho to nhỏ này ấy uh, thực ra thì mình nghĩ là cho bình thường thôi đó các bạn thấy là cái độ rộng của nó uh, cái độ cao của nó này uh, 420 này uh, đây thì đây là 420 này uh, thì các bạn có thể điều chỉnh ở trong cái phần này nếu trường hợp mà các bạn muốn uh, to nó quá nhỏ quá thì các bạn có thể điều chỉnh ở trong này nha À, các bạn có thể điều khiển vị trí này bên phải, bên trái, à, thì nhà mình cho vào giữa này cũ như này, à, overlay này, à, cái phần hình ảnh nó quay phản trên này. À, ok có một số cái thiết lập chung ở trong này này, à, thiết lập chung thì đây các bạn để nguyên, cái này các bạn để nguyên thế này. À, đây ta vào cái phần kiểu này, các bạn click vào kiểu này, cái phần kiểu này đầu tiên là các bạn, các bạn thấy là cái phần màu sắc nền này À, các bạn click ở đây các bạn thấy là bây giờ nó đang cho màu sắc ở cuối luôn thì uh, cái này là cho ở cuối luôn này xem nào nhiều khi là các bạn vào đây các bạn cần phải cho cái phần viền cho nó đây mình sẽ đây mình sẽ tắt cái này đi uh, uh, đây có một số cái mà các bạn cần phải lưu ý đây vào cái phần overlay uh, cái phần overlay này quan trọng nha ví dụ các bạn bật cái này lên một chút chẳng hạn À, thì nó sẽ mời như này à, thì ở đây ấy, thì các bạn có thể cho màu đen này à, đây bình thường là người ta sẽ vào đây người ta sẽ cho màu đen như này à, thì cái này quan trọng nha các bạn thấy cái này vô cùng quan trọng nha các bạn click vào đây thì các bạn có thể là cho nó trắng hơn một chút này À, ví dụ các bạn vào có một cái mã mã giảm giá nào đó hoặc là một cái chương trình nào đó các bạn tạo cái pop ấy thì các bạn muốn là người ta chú ý chỉ chú ý đúng cái này thôi bên ngoài này ấy, thì nó sẽ hơi bị mờ hay là hơi bị đen đúng không ạ bởi vì giống như thằng shopee này này thì các bạn thấy là cái này vô cùng là à, cái này vô cùng là rõ còn những cái khác thì nó nó hơi mờ mờ đen đen đúng không thì các bạn tạo như này à, thì các bạn để là cho nó đem một chút à, ví dụ À, ví dụ như này ví dụ mình thích như này đi Đó. ok sau khi ok rồi ấy thì các bạn vào chỗ này các bạn vào cái phần close button này Đó. cái phần close button này ấy, thì các bạn là cái này này cái nút này cái nút tắt này có thêm có nghĩa là người dùng ở đây người ta à, vào người ta thấy cái này người ta muốn tắt nhưng người ta không muốn đăng nhập vào người ta tắt cái này chẳng hạn thì nó sẽ điều khiển ở trong này đầu tiên là nó có ở bên trong này các bạn muốn có bên ngoài các bạn bật bên ngoài cái này nó sẽ nằm bên ngoài này. À, bên trong này à, đây kích thước này à, cho kích thước to nhỏ này mình nghĩ là nó to bình thường thôi mình nghĩ cho to như này à, sau đó màu sắc này các bạn có thể cho màu sắc cho nó đây bây giờ đã ra màu đen này các bạn có thể cho màu trắng này hoặc là màu đỏ đi à, mình nghĩ là màu cũng không đó, mình cho màu trắng như này đi à, sau đó cái màu nền của nó thì mình cũng cần màu nền nữa à, có đây có một số cái tùy chỉnh khác này điều chỉnh vị trí này ví dụ các bạn không muốn nó nằm ở đây thì các bạn có thể điều khiển nó nằm dưới này hoặc là đâu đó còn đây thì mình ví dụ như là mình thích nó nằm ở chỗ cũ đấy thôi thì mình sẽ qua lại đây à, cho nó nằm đúng chỗ cũ này đó, các bạn thể điều khiển ở trong này, này bên phải bên trái ở trong này, này điều khiển bên phải bên trái đó thì mình sẽ cho nó qua lại chỗ cũ như này đó, ok sau khi các bạn điều khiển xong rồi ấy, thì đến lượt mà các bạn cần phải điều khiển ở trong này đầu tiên ấy thì các bạn thấy có cái hình ảnh đằng sau đúng không ạ? thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái hình ảnh đằng sau đó các bạn click chỗ này các bạn click chỗ này ấy. click mấy cái chỗ này ấy, thì có hình ảnh đằng sau như này các bạn vào chỗ kiểu này, này. Đó, thì các bạn sẽ thấy luôn có cái hình ảnh nó nằm đây đúng không ạ? thì cái hiện này các bạn có thể là click vào đây sau đó các bạn thay đổi một cái hiện nào đó À, ví dụ các bạn không thích cái trên cũng có thể chọn cái này chẳng hạn đây mình ví dụ thôi nha nhưng mà tất nhiên là cái hình của mình này sẽ không đẹp đúng không ạ à, các bạn thấy này à, bây giờ các bạn thay đổi hình đằng sau rồi đó đó chính là cách mà các bạn thay đổi hình ảnh nhá còn đây thì mình quay lại cái hình cũ này với hình cũ là nó sẽ có màu nó giống giống thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ à, sau tiếp theo các bạn thay đổi cái chữ này ví dụ các bạn đây là người ta là less thought này thì các bạn có thể sửa thành là đăng ký nhận tin hoặc là ví dụ của các bạn là nhận, nhận mã giảm giá hoặc là giảm giá cái gì đó thì các bạn có thể viết đây nha đây ví dụ như là đăng ký đăng ký nhận tin à, thôi mình nghĩ là mình viết là đăng ký thôi à, sau đó tiếp tục có cái phần font đây thì các bạn click thằng con font này à, sau đó các bạn sẽ thấy là đây các bạn new font này các bạn có thể đặt cho nó một cái tên gọi là uh, font đăng ký đi font đăng ký font à, đăng ký này sau đó cái phần name này các bạn thấy cái phần label này thì các bạn viết đó là à, họ tên à, sau đó tiếp tên à, tiếp tục ở dưới cái phần này các bạn cũng viết là họ tên à, họ tên này à, sau đó các bạn làm xong thảm này đóng đi sau đó các bạn click vào đây sau sản tương tự thằng này các bạn không cần ở đâu các bạn chỉ cần biết lại email là cho, cho email cũng được uh, email người ta cũng hiểu rồi đúng không ạ uh, tiếp tục có cái phần mà các bạn thấy cái phần sàn này này là cái bất tổng này các bạn bật cái bất tổng này lên uh, các bạn sẽ thấy có cái phần mà sàn ở đây thì các bạn bồ đề nó lại sau đó các bạn có thể là viết là ví dụ nhà mình viết là gửi hoặc là đăng ký ngay à. ừ, đăng ký à, ví dụ như vậy đăng ký ngay À, ví dụ như vậy, đó. ok các bạn thấy này, à, các bạn đã chỉnh sửa được rồi. chiều hợp nếu các bạn muốn sửa uh, font, sửa đăng, sửa chữ rồi sửa font thì các bạn click vào đây. các bạn có thể là vào cái chỗ mà uh, font sửa chữ thì các bạn vào cái chỗ này nha các bạn vào cái chỗ mà kiểu này này. sau đó các bạn vào, các bạn thấy các bạn có thể sửa màu cho nó đây. à, màu trắng, màu đỏ đó, đây là màu này các bạn có thể là cho nó form một cái font nào đó đây đang sử dụng cái font là can be thì các bạn có thể sử dụng cái font khác ví dụ đây là mình sử dụng font open sans chẳng hạn open sans đó thì các bạn thấy là ngay lập tức nó sẽ thay đổi này đó. Uh, uh, open sans đây mình ví dụ mình cho là open sans như này đó. ví dụ như vậy đó. ok sau đó các bạn ở dưới này tất nhiên dưới này các bạn hoàn toàn có thể là À, sửa này mình đang viết sai cái thằng họ tên này là họ tệ này họ tên đó. À, các bạn có thể mình nhấn vào kiểu này để các bạn chỉnh sửa font chữ nữa này các bạn vào cái phần fill này này sau đó các bạn thấy có cái phần mà mà, mà mà màu chữ này màu nề này các bạn có thể sửa font ở trong này nha còn đây thì mình cảm thấy ok rồi các bạn tất nhiên cái bút này các bạn có thể sửa nhé cái bút các bạn click các bạn vào đây các bạn vào cái phần kiểu này các bạn thấy có phần bút tùng đây các bạn thấy có cái màu của nó ví dụ các bạn không thích cái màu này thì các bạn vào đây à, các bạn vào đây các bạn chọn một cái màu nào đó ví dụ như là mình chọn màu vàng chẳng hạn à, ví dụ màu vàng chẳng hạn à, đây hoặc là màu đen đi à, ví dụ màu vàng màu đen đi thì tùy các bạn đúng không ạ à, ví dụ như vậy mình thích màu đen như này sau đó cái phần di chuột này các bạn click vào đây à, di chuột vào thì nó màu đen này. ví dụ mình di chuột vào ấy, mình muốn là nó màu vàng chẳng hạn à, các bạn thấy này À, nó đẹp đúng không ạ à, có thể tùy chỉnh khác nhưng mà mình chung mình cảm thấy như này là ok được mình thích như này rồi à, sau khi các bạn thiết kế xong các bạn thích rồi ấy, thì các bạn nhắm vào chỗ xuất bản này à, sau khi xuất bản này thì đây là nơi mà các bạn có thể điều khiển nó này đầu tiên ấy thì các bạn thấy là where you want to this display mẫu có nghĩa là đây các bạn muốn là nó 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 chỉ ở phần nào trên trang website của bạn các bạn nhắm vào chỗ a condition này À, nếu các bạn add condition này, các bạn chọn là in uh, entire site thì có nghĩa là uh, cái trang này nó sẽ đi toàn bộ cái trang website của bạn luôn. người ta người dùng vào bất kỳ trang nào ấy thì người ta sẽ thấy cái popup này. À, thì các bạn nếu các bạn muốn như vậy thì các bạn chọn là in entire site. còn nếu các bạn không muốn này thì các bạn thì chọn vào đây. sau đó các bạn chọn một cái trang cụ thể nào đó. ví dụ các bạn đang làm về cho riêng trang WooCommerce thôi, có nghĩa là làm riêng cho trang cửa hàng thôi ấy, thì các bạn click ở đây sau đó các bạn sẽ cho một cái trang cụ thể hoặc là tất cả uh, cái trang uh, WooCommerce thì người dùng vào cái shop ấy thì người dùng sẽ có cái pop-up đó người ta sẽ thấy cái pop-up đó nếu các bạn tạo uh, về mã giảm giá còn nếu mà các bạn chỉ muốn là người ta vào bất kỳ trang một cái trang nào đó cụ thể thôi thì các bạn có thể là cho uh, vào cái singular này singular sau đó các bạn vào một cái trang cụ thể ví dụ các bạn vào trang đây sau đó các bạn chọn một cái trang cụ thể là đó ví dụ mình biết là trang chủ thôi chẳng hạn đó đây mình sẽ biết là chủ đó, đây trang chủ đây trang chủ 2 đây đó thì các bạn có thể cho một cái trang cụ thể nào đó thôi còn nếu mà các bạn muốn là nó vào một cái chuyên mục cụ thể nào đó ví dụ các bạn nói về một cái chuyên mục trong trang website của bạn chẳng hạn thì các bạn có thể vào đây các bạn nhấn một cái chỗ article này sau này. các bạn chọn một cái chuyên mục cụ thể nào đó ví dụ như là chuyên mục về bài viết về tác giả rồi về hài rồi một cái chuyên mục vào đó thì các bạn có thể chọn trong này ví dụ như là các bạn chọn một cái chuyên mục thôi đi sau vào đây thì các bạn search đây là ví dụ như là review chẳng hạn xem có không ví dụ không có đó ở đây thì mình không có đây à, mình có sau đây ví dụ mình muốn có cái này vào elemental thôi chẳng hạn thì mình có thể chọn như này đó đó chính là cách mà các bạn để sắp xếp nó nhé còn ví dụ mình cho là entire site mình sẽ làm rất đơn giản cho entire site là toàn bộ trang website luôn ở đây thì một có một cái lưu ý là các bạn có thể nhấn vào cái add condition này nhé, click vào đây thì nó sẽ tạo ra cái mới đầu tiên là include, sau so các bạn chọn cái này các bạn is include có nghĩa là nó ngoài chỉ một cái trang nào đó ví dụ cái trang đầu tiên là các bạn chọn là bao gồm tất cả các trang trang website của bạn nhưng mà cái thứ hai là cái điều kiện của nó là ngoài cái trang nào đó ví dụ ngoài một cái ngoài ở trong cái khu commerce chẳng hạn à, hoặc là ngoài một cái trang nào đó ở trong cái này à, nó rất là tuyệt vời như vậy đó, ví dụ mình ngoài cái trang HooCommerce đi, à, mình vào ngoài cái trang HooCommerce. Đó, đây là ví dụ nha của các bạn thì các bạn sẽ tự xác xếp theo ý các bạn và tất nhiên là cái này thì mình sẽ không nói thì các bạn sẽ tự biết rồi đúng không ạ sau khi làm xong rồi thì các bạn nhấn một next này ok sau khi các bạn nhấn một next ấy, thì các bạn thấy có một số cái option tiếp theo thứ nhất là cái phần on pay này có nghĩa là khi các bạn muốn là người dùng vào cái trang website của bạn ấy khi nào cái đó nó bật ra đó, thì các bạn có thể bật cái này lên ấy thì khi người ta vào cái trang website của bạn chỉ uh, các bạn cho zero second có nghĩa là người ta vào trang website của bạn một phát thì cái đó nó bật lên luôn đó, mình người ta click vào vào đúng cái trang website của bạn nó bật lên luôn còn nếu các bạn cho điều kiện này ví dụ các bạn cho đây là 5 giây chẳng hạn à, 5 giây chẳng hạn thì người dùng vào trang website của bạn người ta ở đó 5 giây thì cái đó nó sẽ bật lên này đó, nếu các bạn cho như vậy đó, thì, thì tùy các bạn thôi ở đây thì mình sẽ cho 5 giây nhé tiếp theo là nếu các bạn muốn là on cross nếu mà có, có nghĩa là các bạn muốn là người ta à, các bạn muốn là người ta à, các bạn muốn là người ta đi người ta vào người ta cuộn chuột như này này, à, người ta cuộn chuột à, ví dụ như là đây người ta vào người ta cuộn chuột như này này, à, người ta cuộn chuột như này ấy, thì nó sẽ bật lên, chẳng hạn đây các bạn nếu nếu các bạn muốn vậy thì các bạn có thể là bật cái này lên này, à, ví dụ như này người ta cuộn chuột xuống này xuống hoặc là lên này ví dụ người ta cuộn chuột xuống 50 phần trăm trong cái trang cái trang này đó ví dụ các bạn có một cái trang như này người ta vào cuộn chuột đến 50 phần trăm cái trang này có người muốn nửa cái trang này á thì nó sẽ bật lên chẳng hạn thì các bạn có thể bật cái này lên à, còn đây thì mình sẽ không bật lên này à, tiếp tục có phần crop on to element đó. có nghĩa là người ta lưu chuột xuống đến một cái một cái nào đó đấy một khoản nào đó thì người ta cái cái này bật lên này ví dụ các bạn bật cái này lên chẳng hạn đó thì các bạn có thể cho class em à, ví dụ nhé khi mà làm việc với element ấy thì nó sẽ có một cái gọi là class à, thì các bạn có thể cho ví dụ như này các bạn muốn người ta cuộn chuột đến một khoản nào đó ở trong này chẳng hạn ví dụ nhé thì các bạn cho một cái class vào đây ấy, thì các bạn copy cái class đó vào trong để vào đây ấy, thì người ta click người ta vô ra đây người ta lùi 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 chuột xuống cái phần mà class đó ấy, thì cái đó nó bật lên đó ý ở trong này là như vậy thì đây thì mình sẽ không làm cái đó bởi vì cái trong element ấy thì cái này rất là dễ luôn thì đây các bạn dùng element thôi nhiều ấy sau đó các bạn sẽ biết cái phần này đó thì nếu các bạn muốn biết cái phần này thì comment ở dưới phần mô tả video này để mình chỉ cho các bạn nha đó, nhưng mà mình nghĩ là ít người dùng cái này đó. ok sau tiếp tục sau à, đến cái phần mà on click này, này các bạn click các bạn bật cái này lên đó, on click có nghĩa là các bạn muốn là người ta người ta vào trong website của bạn người ta di chuột như này thì không sao nhưng mà người ta click vào một cái nào đó click bất kỳ gì đó nhé thì nó bật lên chẳng hạn à, người ta có thể click vào đây click bất kỳ nào đó thì người ta bật lên cái này bật lên chẳng hạn thì các bạn có thể là bật cái này lên à, ví dụ này click một lần thì các bạn cho đây click hai lần cho vào đây ví dụ các bạn muốn người ta click hai lần đấy thì cái này mới bật ra chẳng hạn à, thì các bạn có thể cho như vậy đây thì mình không cho như vậy thì mình tắt cái này đi à, tiếp theo là có cái phần add, add này các bạn bật cái đây lên có nghĩa là uh, uh, sau một khoản nào đó thì nó bật lên không? đó sau một cái uh, khoảng thời gian nào đó ấy, thì nó sẽ bật lên ví dụ sau 30 giây, 40 giây thì nó bật lên không thì uh, uh, các bạn có thể bật cái này lên này uh, nhưng mà cái này mình nghĩ là cũng ít người dùng uh, tắt cái này đi uh, tiếp theo là có cái phần là uh, on page exit này các bạn bật cái này lên này uh, on page exit có nghĩa là khi người dùng vào trang website của bạn mà các bạn muốn ấy, khi người ta di chuột lên trên này người ta đang thoát thì nó bật lên chẳng hạn à, ví dụ các bạn đang vào trong website của bạn người ta nhé như này xong uh, khách ví dụ khách hàng thoát chẳng hạn sau ví dụ người ta vào sản phẩm các bạn người ta xem 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 sản phẩm một khoảng thời gian sau người ta không muốn mua chẳng hạn người ta thoát lên trên này thì ngay lập tức các bạn sẽ có cái pop up nó nó bật ra thì cái phát phát nó sẽ bảo là ơi các bạn đừng có đi đây là một cái đây là cái má giảm giá của các bạn các bạn có thể sử dụng đó và tiếp tục mua hàng trả các bạn nói như thế trả thì người dùng nó sẽ thích hơn đó người dùng sẽ thích hơn bởi vì người ta đang được giảm giá gì đó thì các bạn có thể bật cái chức năng này lên nhá đó mình nghĩ là cái này bật lên cũng hay còn đây thì mình sẽ không bật lên mình chỉ có cái đúng ở trên này thôi mình nhấn vào next này ok sau khi nhấn vào next thì đây có một số cái lưu ý ở đây đầu tiên ấy Show after is each page view, à, có nghĩa là nó chỉ ra sau một cái lần, uh, sau 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 một cái lần xem một cái trang nào đó, à, thì có nghĩa là khi người dùng vào xem ba lần này thì nó mới hiện ra, chẳng hạn, à, khi này người dùng xem bao nhiêu lần đó nó hiện ra thì các bạn có thể bật cái này lên. À, tiếp tục có cái phần show after each section, à, có nghĩa là người dùng vào đến một cái đoạn nào đó thì nó sẽ bật lên, chẳng hạn. À, Tiếp theo là when arrive from specific uh, specific uh, URL. Có nghĩa là khi nếu các bạn bật cái này lên cho người ta đến một cái uh, link cụ thể nào đó thì nó hiện lên hay là như nào ấy thì các bạn có thể cho cái link đó cụ thể ra đây để khi mà các bạn cho link cụ thể ở đây người ta vào đúng cái link này ấy, thì nó sẽ cái này nó sẽ bật lên nếu các bạn muốn như vậy nhưng mà cái này là trường hợp rất là ít thôi. Uh, Show when a referrance có nghĩa là cho nó ra đây uhm, khi người dùng vào trang website của bạn từ những cái này ví dụ như người dùng từ cái trang website của bạn à, người ta search trên Google người ta thấy cái trang website của bạn chẳng hạn thì nó cái này nó sẽ bật lên hoặc là cho người ta thấy một cái external link có cái link bên ngoài đến chẳng hạn đó, có nghĩa là link website của bạn trở à, về cái website nào đó người ta từ cái website đó ra đây ấy, thì nó sẽ bật cái này lên chẳng hạn À, thì các bạn có thể cho vào đây hoặc là internal link, hoặc external link. có nghĩa là người ta vào trong cái trang website của bạn có một cái link từ cái trang website của bạn này ra cái trang website của các bạn khác Và có nghĩa từ trang này ra trang khác ở trong cái trang website của bạn thì nó bật lên chẳng hạn thì các bạn có thể bật cái này lên này à, thì nói chung là cái này nó hơi bị là phức tạp một chút nhưng mà mình nghĩ là cũng ít người dùng ở à, đây cho các bạn mà SEO nhiều các bạn học nhiều website rồi thì các bạn sẽ biết cái phần này không ở à, đây thì mình sẽ không bật nó lên này tiếp tục có cái phần ở dưới này hãy for login user này đó, có nghĩa là cái phần này cái pháp này nó sẽ giấu đi khi mà khi mà các bạn là quản trị viên cho cái trang website này đó, khi mà người dùng có một cái người dùng nào đó vào trang website của bạn mà người ta có một cái tài khoản ở trong website của bạn rồi thì cái pop này ấy, sẽ không được phép bật ra nữa chẳng hạn thì các bạn có thể bật cái này lên mình nghĩ là cái này nó sẽ hữu ích bởi vì khi mà người dùng đã vào trang website của bạn rồi thì người dùng đó là khách hàng tin tưởng các bạn là khách hàng thường xuyên của bạn rồi thì các bạn có thể là không show cái này lên ờ, à, nếu các bạn muốn như vậy thì các bạn có thể bật lên hoặc là các bạn nhớ vào tùy chỉnh này à, tùy chỉnh đây thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn một cái nào đó ví dụ này các bạn chọn là một ai đó đấy ví dụ như các bạn chọn là admin hoặc là À, editor hoặc là những người sửa trang hoặc là những người mà quản lý hoặc là admin hoặc là gì đó thì các bạn có thể vào đây để tùy chỉnh đó thì cái này nó sẽ không chỉ cho những cái người mà quản lý web nữa còn nếu các bạn chọn off thì tất cả những người mà dùng trang web những người mà có tài khoản dùng trang website của bạn thì người ta sẽ không uh, không không thấy cái pop up này đó. đây tắt cái này đi mình không dùng tiếp theo là show on deliver show on deliver này À, cái này có nghĩa là nó sẽ chỉ ra cho máy tính này chỉ ra máy tính bản chỉ ra thiết bị di động gì đó thì nếu các bạn bật lên các bạn không muốn nó chỉ ra trong thiết bị di động chả thì các bạn có thể tắt lên à. tiếp tục có cái phần on browser đấy thì các bạn bật lên ấy thì nó sẽ từ một cái khu chính nào đó ví dụ các bạn vào đây ví dụ browser là từ google firefox gì đó thì các bạn có thể bật cái này lên này còn mình thì mình sẽ không bật lên ở đây có một cái phần lưu ý là vừa nãy mình quên nói với các bạn là có phần show up to each time này thì các bạn bật cái này lên. ở khi mà các bạn bật cái này lên, các bạn muốn là nó chỉ có thể là nó bật cái button này lên chỉ một lần thôi chẳng hạn, một lần cho mỗi khi mỗi ai mà vào trong cái sở bạn chỉ có thể bật một lần, một lần thôi thì các bạn có thể vào đây các bạn điều chỉnh nó thành một này. Đó, khi mà người ta vào đây người ta thấy cái pop này ấy, thì là người dùng đầu tiên người ta vào trang website của bạn thì người ta sẽ thấy cái này thì người ta tắt đi chẳng khi người ta tắt đi ấy, thì nó sẽ người ta vào lại trang website của bạn này thì nó sẽ không bao giờ nó sẽ không mở giờ chỉ cái này ra nữa đúng không ạ à, các bạn nhớ mà on close này có nghĩa là khi người dùng vào ấy dùng một lần người ta click cái phần tắt đó ấy, thì nó sẽ bị tắt đi hoặc là người dùng vào đây người ta kệ nó người ta tắt một lần ấy nó open ra thì cái phần này ấy, thì nó sẽ nó sẽ không chỉ ra một lần nữa thì các bạn có thể cho như vậy đúng không? ví dụ như mình chỉ trong một lần thôi mình nghĩ là trong một lần con tốt bởi vì sao bởi vì mỗi khi mà người dùng vào trang web sản các bạn ấy luôn có cái đáo bận bật ra để người dùng cho tin nhắn hoặc là cho số điện thoại vào như vậy thì nhiều khi nó cũng sẽ rất là ức chế đúng không ạ thì và nhiều khi là cũng sẽ phiền cho khách Đó, thì các bạn có thể là bật chỉ cho nó chỉ một lần thôi ạ sau khi các bạn thấy ok rồi thì các bạn vào đây các bạn nhấn vào chỗ save and close đó ok ok vậy là các bạn đã tạo được cái pop-up rồi nhé ở đây có một cái lưu ý là các bạn và vừa nãy là mình quên mất chỉ cho các bạn là có phần mà có phần chế độ response này các bạn click vào đây là và các bạn thể là cho những cái chế độ khác nhau này ví dụ trong thiết bị uh, máy tính bản thì nó như này thiết bị uh, máy tính thì nó sẽ như này đó, các bạn có thể là tùy chỉnh trong này nếu mà chưa đẹp vẻ thì các bạn có thể tùy chỉnh nó nhé À, ok nhưng mà mình cảm thấy là ok rồi thì mình nhấn vào cập nhật à, sau các bạn sửa xong nhưng cập nhật này ok sau khi xong rồi thì các bạn qua lại trong website các bạn xem này đó. ví dụ mình vào trong website đó mình cho là 5 giây đúng không ạ thì bây giờ mình vào mình sẽ thử xem này đó, các bạn thấy nó vào rồi nhá thì đến nào chúng ta sẽ đếm một một hai ba bốn và năm đó, thì nó không bật ra này à, bây giờ là nó vẫn chưa bật ra này các bạn reset lại xem ok các bạn thấy là nó vẫn chưa bật ra à, bây giờ là đây ví dụ bây giờ mình đang đăng nhập vào đây nhé thì mình vào đây mình vào cái cửa sổ danh mình cho vào đây mình thử xem nào đó các bạn thấy ạ ngay lập tức nó bật ra đúng không ạ ngay lập tức cái này nó bật ra bởi vì nãy là mình vào trong những người đăng nhập quản trị đăng nhập ấy nó không bật ra thì bây giờ nó bật ra rồi. À, các bạn thấy là đã ok rồi đúng không ạ? đó, đó chính là cách mà các bạn có thể là tạo một cái pop-up trong trang website của bạn nha. ok, ok vậy là đây là video cuối, à, đến cái đoạn cuối rồi mình hi vọng là cái video này hữu ích. nếu các bạn thích những kiến thức mình chia sẻ về thiết kế website và kinh doanh online trên kênh youtube này, thì hãy giúp mình đăng ký kênh youtube và bật cái chuông bên cạnh. mỗi khi mình đăng một cái video nào đó thì các bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. mình cả các bạn, mình hẹn các bạn. Uh, trong video tiếp theo xin chào và tạm biệt bye bye